Cô Nhân xin chào tất cả các em học sinh lớp 1 thân yêu. Hôm nay, cô rất vui khi được tiếp tục đồng hành cùng các em trong môn tiếng Việt, bộ sách Cánh Diều. Để tiết học của cô trò mình đạt hiệu quả, các em hãy chuẩn bị cho cô một số đồ dùng học tập sau. Sách tiếng Việt, vở luyện viết, thước kẻ, bút chì, bảng con, phấn và khăn lau bàn nhé. Các em hãy cố gắng ngồi thật ngay ngắn, chú ý lắng nghe cô giáo hướng dẫn. Cô trò chúng ta cùng bắt đầu vào bài nào. Hôm nay, các em sẽ được làm quen với hai âm mới và hai tiếng mới qua bài số 13. Y, ia và luyện viết y, bi, ia, bia và chữ số 6. Các em hãy cùng cô mở sách giáo khoa trang số 28 và 29 nào. Cùng cô quan sát lên màn hình. Cô có âm mới đầu tiên. Lắng nghe cô phát âm. Y. Phát âm lại cùng cô nào. Y. Y. Giới thiệu với các em, đây là y viết in và đây là y viết thường, còn đây là y in hoa. Tất cả những chữ y này đều được gọi là y ngắn để các em ạ. Cùng cô đọc lại nào. Y, y, y. Vừa rồi, cô đã giới thiệu cho các em một âm mới, đó là âm gì? À, đó là âm y. Vậy, các em thử đoán xem, nếu có thêm âm a sau âm y, có được âm mới gì nào? À, đó là âm ia. Âm ia được ghép bởi hai âm, âm y và âm a. Đây là nguyên âm đôi đầu tiên mà các em được học. Lắng nghe cô phát âm. Ia. Cùng cô phát âm lại nào. Ia. Ia. Cô trò mình cùng tiếp tục làm quen với hai tiếng mới nhé. Quan sát lên màn hình và cho cô biết trong hình cô có gì. À, đây là những viên bi để các em ạ. À, cô có tiếng mới. Lắng nghe cô phát âm. Bi. Bi. Phát âm lại cùng cô nào. Bi. Bi. À, tiếng bi có âm nào chúng ta đã học? À, tiếng bi có âm bơ chúng ta đã học. Cùng cô phân tích tiếng bi nào. Tiếng bi gồm có hai âm. Âm bơ đứng trước, âm y đứng sau. Cô đánh vần kết hợp với động tác tay, các em hãy chú ý quan sát. Bi, bờ, y, đi. Tay đâu, tay đâu? Lặp lại theo cô nào. Bi, bờ, y, đi. Tiếp tục quan sát lên màn hình. Cho cô biết đây là gì? À, đây là những tấm bia khắc tên tiến sĩ thời xưa để các em ạ. À, cô có tiếng mới. Lắng nghe cô phát âm. Bia. Bia. Phát âm lại cùng cô. Bia. Bia. Cùng cô phân tích tiếng bia nào. Tiếng bia gồm có hai âm. Âm bờ đứng trước, âm ia đứng sau. Cô đánh vần kết hợp với động tác tay, các em thao tác cùng cô. Bia, bờ, ia, bia. Vừa rồi, cô trò mình đã làm quen với hai âm mới và hai tiếng mới. Bây giờ, cùng cô đọc lại bài nào. Y, bi, ia, bia. Mời các em.
Cô trò chúng ta chuyển sang phần tiếp theo nhé. Bạch, các em cùng nhau quan sát lên màn hình nào. À, cô có 6 hình. Hình số 1, hình số 2, hình số 3, hình số 4, hình số 5 và hình số 6. Các em hãy quan sát hình và thử nói tiếng có tương ứng với hình nào. Nói cùng cô nhé. Ở hình số 1, đây là quả gì về các em? À, đây là quả bí ngô. Bí này ăn rất là tốt cho sức khỏe để các em ạ. Cô có tiếng mới. Bí. Hình số 2, đây là cái ví. Cô có tiếng mới. Ví. Hình số 3, à, đây là gì về các em? À, đây là những cuộn chỉ để may quần áo để các em ạ. Cô có tiếng mới. Chỉ. Hình số 4, à, đây là những khúc mía. Mía này vào mùa hè chúng ta ăn rất là mát. Cô có tiếng mới. Mía. Hình số 5, à, đây là cái đĩa. Cái đĩa hay còn gọi là cái dĩa để các em ạ. Cô có tiếng mới. Đĩa. Và một hình ảnh cuối cùng là một con vật rất là dễ thương. Con vật này thường biểu diễn xiếc cho chúng ta xem đấy. À, đây là con khỉ. Cô có tiếng khỉ. Cùng cô nói lại các tiếng vừa tìm được nào. Bí. Ví. Chỉ. Mía. Đĩa. Khỉ. Nhiệm vụ của các em: hãy mở sách giáo khoa trang số 28, dùng bút chì và thước kẻ nối tiếng có âm y với y, nối tiếng có âm ia với ia. Các em đã nắm rõ được yêu cầu của cô chưa nào? Cô trò chúng ta cùng thực hành nhé. Đầu tiên, tiếng bí. Tiếng bí có âm gì về các em? À, tiếng bí có âm y. Tiếp theo, tiếng ví. À, tiếng ví cũng có âm y để các em ạ. Hình số 3, tiếng chỉ. À, tiếng chỉ cũng có âm y. Hình số 4, tiếng mía. Tiếng mía có âm gì? À, tiếng mía có âm ia. Hình số 5, tiếng đĩa. À, tiếng đĩa cũng có âm ia. Và hình cuối cùng, tiếng khỉ. Tiếng khỉ có âm gì các em? À, tiếng khỉ có âm y. Vừa rồi, cô trò mình đã tìm được 4 tiếng có âm y và 2 tiếng có âm ia. Bây giờ, cô trò mình cùng nói lại các tiếng có âm y đã nè, được nhé. Đầu tiên, bí. Ví. Chỉ. Khỉ. Ngoài 4 tiếng này có âm y, còn tiếng nào có âm y nữa không các em? À, còn rất là nhiều tiếng đấy. Có ví dụ như là tiếng đi này, tiếng nghỉ, tiếng tí. À, các em cố gắng tìm thêm một vài tiếng nữa và nói cho người thân nghe nhé. Tiếp tục, cô trò chúng mình cùng nói các tiếng có âm ia nào. Tiếng mía có âm ia. Tiếng đĩa có âm ia. Còn không các em? À, trong bài của chúng ta hết mất rồi. Cô trò chúng ta cùng tìm ở ngoài bài nhé. À, có ví dụ như là tiếng phía có âm ia. Tiếng nghĩa có âm ia. Tiếng tía cũng có âm ia. Các em hãy tìm thêm một số tiếng nữa nhé. Qua phần hướng dẫn vừa rồi, cô hiện có tin rằng các em đã làm hoàn thành rất tốt bài tập. Bây giờ cô trò chúng ta cùng chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần tập đọc. Cô bật mí với các em. Ở bài tập đọc hôm nay, các em sẽ được gặp gỡ với hai anh em vô cùng dễ thương, đó là anh Bi và bé Ly qua bài tập đọc. Bé, Bi, bé, Ly. Đây là 4 hình ảnh minh họa cho nội dung của bài tập đọc này. Ở hình số 1, đây là hình ảnh của bé Ly đang đi chập chững
và gọi anh đi. Hình số 2, hình ảnh bé Ly và anh Bi. Anh Bi bảo bé Ly à đi. Hình số 3, hình ảnh bé Ly à lia lịa nên bé đã bị ho. Và một hình ảnh vô cùng dễ thương là hình ảnh anh Bi đang dỗ bé Ly. Chị vừa mới nghe cô nói và xem hình minh họa thôi. Chắc có lẽ các em đã rất muốn đọc được bài tập đọc này rồi đúng không nào? Nhưng trước tiên hãy lắng nghe cô đọc qua một lượt đã nhé. Bé, Bi, bé, Ly. Bé, Ly, Bi, Bô. Bi, Bi. Bé à đi. Bé à lia lìa. Bé bị ho. Bi dỗ bé. Để giúp cho các em đọc đúng và đọc tốt, trước tiên cô sẽ luyện đọc cho các em một số tiếng và từ dễ nhầm lẫn. Đầu tiên, bi bô. Bi bô có nghĩa là đang tập nói chưa rành, chưa sỏi để các em ạ. Đánh vần và đọc trơn cùng cô nào. Bờ y bi. Bờ ô bô. Bi bô. Mời các em đọc lại. Tiếp theo. Lia lìa. Lia lìa là nói liên tục và nói rất nhanh để các em ạ. Đọc theo cô nào. L-ia-lia. L-ia-lia nặng lìa. Lia lìa. Mời các em. Tiếp theo. Bì ho. B-i-bi nặng bì. H-o-ho. Bì ho. Đọc nào. Từ cuối cùng. Dỗ bé. Các em chú ý, tiếng dỗ có thanh ngà, khi đọc các em cố gắng cao giọng và kéo dài ra một chút. Giờ ô vô ngã dỗ. Bờ e bê sắc bé. Dỗ bé. Mời các em. Vừa rồi, cô trò chúng mình đã luyện đọc từ. Bây giờ, để giúp cho các em đọc tốt hơn bài tập đọc này, thì cô trò chúng mình cùng luyện đọc từng lời dưới từng bức tranh các em nhé. Ở phần đọc này, cô yêu cầu các em chỉ cần đọc thầm thôi. Đối với những bạn nào đọc chưa tốt, thì các em hãy đánh vần trước. Trước khi đi vào nội dung ở bức tranh số 1, cô trò mình cùng đọc thầm đề bài đã nào. Cô tin chắc rằng qua những phần luyện đọc vừa rồi, bây giờ các em đã đọc tốt bài tập đọc này rồi. Cô trò chúng mình cùng đọc to lên nhé. Bé bi, bé ly. Bé ly bi bô. Bi bi. Bé à đi. Bé à lia lìa. Bé bì ho. Bi dỗ bé. Khi ở nhà, các em cố gắng luyện đọc thật nhiều để đọc đúng và đọc tốt các em nhé. Qua bài tập đọc vừa rồi, các em có nhận thấy rằng anh Bi và bé Ly rất yêu thương nhau không? Cô tin rằng các em cũng yêu thương anh chị em mình như anh Bi và bé Ly trong bài tập đọc Bé Bi, Bé Ly về nhé. Bây giờ cô trò chúng ta cùng luyện đọc toàn bộ bài học hôm nay nào. Y, ia, bi,
bia. I ia. E l b g h i ia. Bẻ bi bẻ ly. Bẻ ly bi bô. Bi bi. Bẻ à đi. Bẻ à lia lìa. Bẻ đi ho. Đi dỗ bẻ. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các em luyện viết i bi ia bia, chữ số 6 cỡ vừa và chữ số 6 cỡ nhỏ. Cùng cô đọc lại bài viết hôm nay nào. I bi ia bia. 6 6. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các em viết từng chữ cụ thể. Các em hãy nhìn lên màn hình nào. Đầu tiên, các em sẽ viết chữ Y. Chữ Y có độ cao 2 ly, được viết bởi 3 nét. Một nét hấp, một nét móc ngược và một dấu chấm. Chúng ta cùng quan sát nào. Đặt bút ở đường kẻ số 2, viết nét hấp, chuyển hướng bút, viết nét móc ngược, dừng bút ở đường kẻ số 2, lia bút, viết dấu chấm, dừng bút ở giữa đường kẻ số 3 và đường kẻ số 4. Tiếp theo, khi viết bi, các em viết con chữ bờ trước, con chữ y sau. Chú ý nét nối giữa bờ và y. Cùng cố quan sát nào. Đặt bút ở đường kẻ 2, viết con chữ bờ. Nối tiếp, viết con chữ y. Viết dấu chấm trên y. Đối với ia, các em cũng viết y trước, a sau. Chú ý điểm nối giữa y và a. Quan sát nào. Đặt bút trên đường kẻ 2, viết y. Tiếp tục viết a. Chú ý khi viết a, chạm vào điểm kết thúc của con chữ y. Tiếp theo, các em viết bia, viết cùng viết con chữ bờ trước, bia sau. Chú ý điểm nối giữa bờ, y và a. Đặt bút trên đường kẻ 2, viết bờ. Viết tiếp ia. Dừng bút ở đường kẻ số 2. Tiếp theo là chữ số 6 cỡ vừa. Chữ số 6 cỡ vừa có độ cao 4 ly, được viết bởi 2 nét, một nét cong trái và một nét cong kín. Đặt bút trên đường kẻ số 4, viết nét cong trái. Tiếp tục viết một nét cong kín. Dừng bút khi chạm vào nét cong trái. Tương tự như chữ số 6 cỡ vừa, chữ số 6 cỡ nhỏ có
có độ cao 2 ly cũng được viết bởi hai nét. Chữ số 6 cỡ nhỏ khác với chữ số 6 cỡ vừa ở điểm đặc bút. Cô tin chắc rằng qua các bước hướng dẫn vừa rồi, bây giờ tất cả các em đều nóng lòng muốn viết ngay bài rồi đúng không nào? À, trước tiên cô trò chúng mình cùng luyện viết bảng đã nhé. Các em hãy lấy bảng con ra cùng luyện viết với cô nào. Đầu tiên các em viết y. Tiếp theo, viết bi. Cùng viết ia nào. Việc bia nhé các em. Cùng cô viết chữ số 6 cỡ vừa nào. Và cuối cùng chữ số 6 cỡ nhỏ. Để viết đúng và viết đẹp, các em cần phải luyện viết thật nhiều lần ở bảng con trước khi chúng ta viết vào vở nhé. Sau khi viết xong, các em hãy nhờ bố mẹ kiểm tra xem chúng ta đã viết đúng chưa nhé. À, nếu bố mẹ nói các em đã viết đúng và viết đẹp rồi, thì hãy cùng cô mở vở luyện viết nào. À, hôm nay các em sẽ viết 6 dòng còn lại ở vở luyện viết trang số 10. Khi viết, các em chú ý những dấu chấm là những chỗ để các em đặt bút. Và các em lưu ý cho cô, khi viết vở, các em tránh tẩy xóa nhiều, làm xấu mất đi trang vở của mình đấy. Và đây là một bài viết sau khi các em đã hoàn thành. Cô tin rằng dưới sự hướng dẫn của cô và sự đồng hành của quý vị phụ huynh, các em sẽ hoàn thành rất tốt bài tập này. Việc học của cô trò mình đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các em.